không có lời mời tôi à? Gần đây công ty của tôi bị lộ rất nhiều thông tin mật. Tôi cần anh điều tra giúp tôi xem ai là tay trong. Đơn giản thôi, 1 tỷ không bằng cả. Tôi chỉ có 1 triệu thôi. 1 triệu á? Ừ. Đồng ý. Anh đã quay được những gì ở trong đó rồi? Một cô gái đang ăn cắp. Giờ thì sao? Tôi nói cho cô biết nha, tôi là một người có lòng tự trọng nghề nghiệp. Giờ thì anh còn nhìn thấy gì nữa không? Em chả nhìn thấy gì cả. Tốt lắm. Khoan hẳn đi, tôi có một bất ngờ dành cho cô đấy. Anh... thế này là thế nào? Bản thân tôi sẽ không bao giờ bán khách hàng của mình khi chưa được giá cả. Thám tử à? Dễ đối phó thôi. Cô chuẩn bị mà đối mặt với pháp luật đi. Còn bây giờ ấy, cút ra khỏi đây. Thế thì xong việc rồi thì mình... cái chỗ tiền này tôi phải thu lại. Bao giờ mà có kết quả ấy, thì tôi báo lại cho cậu sau nhá. Tức là lừa cả thám tử à? Quái lạ nhở, đôi kia hình như không phải người yêu. Nhìn cô gái không hề cảm thấy thoải mái. Vợ chồng thì lại càng không đúng. Nếu đã lấy nhau rồi á, thì vợ mệt chồng cũng mà kệ mẹ, chứ làm gì có chuyện đỡ đần. Đây. Anh kia, có phải là anh đang có cái ý định là đưa vợ người ta vào trong cái xe này để nhí nhố không? Vợ người ta nào? Thì đây, này, chị đang bụng mang dạ chửa thế kia ấy. Anh đừng có mà vớ vẩn lằng nhằng. Mày bảo ai bụng mang dạ chửa? Hả? Bầu, bầu cái đầu nhà mày. Bầu đấy. Làm mơ đây, béo bụng đây, hiểu chưa? Đúng rồi, thằng điên. Không đúng, trên người cô gái này không hề có mùi rượu mà lại lả lướt thế kia. Chắc chắn là anh đã cho cô ấy uống một loại thuốc gì đó đúng không? Trò này gặp nhiều rồi nhá, xưa rồi, cũ rồi. Ôi trời ơi, cái thằng điên này nữa. Tao đã giả vờ say mãi nó mới đưa tao về đây rồi. Mày làm ơn làm phước cho tao để tao đi lấy tấm chồng. Anh đi. Ừ. Thế là con nai vàng ngơ ngác hít luôn bác thợ săn à? Là phúc phải tội. Này, bà xem lại bà đi làm vợ cái kiểu gì thế hả? Nhà cửa thì bẩn thỉu, cơm thì không có mà ăn. Bà xem vợ nhà hàng xóm đi kìa, nặng giỏi cái nước đảm cái nhà. Thế sao ông lại nói tôi như thế? Ông không nhìn lại ông đi, hả? Tôi làm sao? Cái kia, ông Đạt hàng xóm ấy, bây giờ ông lên đó chức tổng giám đốc, đi xe Land Rover rồi. Ông ấy suốt ngày là cái nhân viên quẹn, không đi còn quay ghẻ mà không biết nhục à? Bà! Tập về nhà là hãy miêu tả về người bố của bạn. Mà bố con thì lại là nhân viên quèn đi quay ghẻ, con xấu hổ với bạn bè lắm. Thôi không sao con ạ. Thực ra ấy, bố ruột của con bây giờ làm tổng giám đốc với cả đi Land Rover rồi. X cộng Y trừ Y cộng. Khó lắm, chả làm được đâu. Hôm mai cô giáo kiểm tra không làm được bài là bị không điểm đấy. Đến mẹ còn không làm được, sao mẹ cứ bắt con làm? Mẹ dốt thì gì nên mẹ mới vất vả. Lát nữa mẹ ra mà kiểm tra mà không làm được, mẹ bắt. Con trai của bố làm sao thế này? Con áp lực lắm. Bố nhà ông mới có tí tuổi mà áp với trả lực. Con chỉ ước là con sẽ lớn lên thật nhanh để không phải trả bài tập nữa. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời. Nếu mà sau này con lớn lên ấy, thì ban ngày không những còn phải cày như trâu mà ban đêm về con phải trả bài nữa đó. Là bố chưa tốt nghiệp ạ? Rồi sau này con sẽ hiểu. Này, ông ngồi đấy làm cái gì mà lâu thế? Đến giờ trả bài rồi đấy, vào đi tắm đi, mau đi. Vâng ạ, học đi con. Cuộc đời này bất công thật đấy. Phụ nữ lúc thì được làm vợ, lúc thì được làm mẹ, khi thì lại là cô giáo. Chỉ có đàn ông là lúc nào cũng phải là trẻ con. À, hóa ra là mày. Thảo nào xoài cứ được ăn là mất hút. Bỏ ra bạn ơi. Bỏ ra. Cái thằng này nhá, hôm nay tao bắt được tận chân mày rồi nhá. Tha cho cháu đây lần đầu tiên chú ơi. Theo tao về để gặp mẹ mày để tao nói chuyện nhanh. Ui, mẹ cháu không có nhà đâu ạ. Mẹ mày đâu? Em sợ bắt à? Chả là nhà em nóng quá, em mới rủ cháu nó sang đây hóng gió tí cho mát. Hóng gió thì mà hai tay hai quả kìa. Tự nhiên nó rụng vào tay em đấy chứ. Không thể chấp nhận được. Cô gọi chồng cô lên đây để tôi nói chuyện. Nhanh lên. Bố mang vào đến giờ đây nhà mẹ con hái được nhiều chưa? Thảo nào, cả làng này nó nói, nó đồn nhà chúng mày có truyền thống. Hóa ra đến nhà em rồi. Em cảm ơn anh Tôm nhá.
Cái con đường này quen thuộc nhỉ? Anh Tôm này, mình chia tay nhau cũng 5 năm rồi đấy. Em không ngờ anh vẫn đang còn làm nghề xe ôm. Thì ngày xưa em chia tay anh do cho anh nghèo, anh vẫn nhớ chứ. Chuyện cũ qua rồi, anh chúc bỏ em làm gì. Cuộc sống anh ổn chứ? Anh ổn, cảm ơn. Mà anh lại yêu ai khác chứ anh? Từ cái ngày em chia tay anh ấy, anh cũng chả dám yêu thêm ai cả. Sợ người ta lại chê anh nghèo. Từ cái hồi nó chia tay mình đến giờ, mình cũng chả tìm được cái mối nào. Xấu như mình, chắc cũng chỉ mấy thằng nghèo mới yêu. Méo mó có không vậy? Này, em lẩm bẩm gì đấy? Anh Tôm này, mình quay lại anh nhá. Cái gì? Em muốn quay lại á? Được. Được không anh? Thật chứ, nhưng mà cước vừa nãy đến đây là 30.000. Bây giờ em mà quay lại điểm đấy là thêm 30.000 nữa là 60 nhá. Sếp. Sếp nhìn gì mà chăm chú thế hả sếp? Đây là cô thiếp ký mới của tôi đấy. Chú cũng công nhận với anh là cái con em này nó gì ngon. Ngon từ thịt mà ngon từ xương. Cô công nhận là cũng ngon ạ. Mỗi tội là không hay cạo lông nách. Cô bị lật tràm ở trên bụng rất mất thẩm mỹ. Đã thêm ngủ có cái tật hay ngáy, gác gác chân rất khó chịu. Mày, sao cô biết hả? Hay là... Không sếp ơi, em đoán đùa nhá. Đã là hàng của sếp rồi thì em làm gì mà dám tí toái ạ. Tưởng là có cái cô em này đến đây, tôi không muốn về nhà nhìn cái mặt cái con dạ. Sếp cứ nói quá, chứ chị nhà vườn trái cây vẫn là bẫy, trái nào ra trái đấy. Mà thêm kinh nghiệm thực chiến lại còn dày dặn, mấy cái con nghe con kia làm sao mà so sánh được. Này, sao cậu biết? Em đoán sếp ạ, em có việc em đi trước ạ.